Gió đông nệm vuốt đầu mùa muốn mua ít rẻ ghé vào shop em. Anh em cần muốn ít ngọc giống hôm nay giá rẻ nạp thẻ hoàn toàn tự động không có chiết khấu. Anh em hãy đến với shop vệ sao cao nha. Có đầy đủ các loại nick để dành cho anh em tha hồ lựa chọn tại trên shop vệ sao cao nha anh em. Ok luôn mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình và mình vẫn là bên C Gaming đây. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip nói chung là nói chung là nói về cái sự kiện mùng 8 tháng 3 nhá. Hôm nay thì là ngày mùng 3 rồi. Năm hôm nữa À, không phải không đến năm hôm đâu anh em ạ nếu mà ad đã ra sự kiện ấy, thì ad sẽ ra sự kiện trước một vài hôm thì mình nghĩ là ra vào khoảng mùng năm như là năm trước thì cũng ra mùng năm ấy và hôm nay mình sẽ điểm qua là năm 2019 có những gì và năm nay liệu nó có thêm những cái gì nhá mình vừa thấy admin có một cái mới rồi anh em ạ đó là cái trang mới anh em nhá ok thì bây giờ mình sẽ gọi là qua để xem cái sự kiện uh... nói chung là bây giờ mình qua là camera đã rồi mình nó sẽ cho anh em xem cái thông tin mà admin đã ấy nhá đó hợp lý niên. Ok, một cửa hàng này. Rồi. Không thay đổi gì cả. Đây thì uh, đây là một cái đây là cái fanpage của Ngọc giống online nhá anh em, fanpage chính thức của Ngọc giống online và đây là mùng 5 tháng 3 2019 này là năm ngoái rồi và một ngày quốc tế phụ nữ người ta tháng ba còn dòng con sẽ diễn ra một loại cấp xuân hồng cao cái cấp xuân hồng này giá sẽ là 300 ngọc theo mình được tìm hiểu theo mình tìm hiểu ấy và để mình làm video cho anh em xem ấy thì là cái cấp xuân hồng này ấy, mỗi một ngày các bạn sẽ mua được một viên và sau khi các bạn mở ra ấy, thì các bạn sẽ nhận được một cái cải trang một cái cải trang hạn sử dụng thôi chứ không phải là cái trang ngày à, không không phải là cái trang vĩnh viễn nhầm là không phải cái trang ngày là hạn sử dụng anh em bạn vẫn cần hồi thật <laughs> đây và đấy để có thể đổi được các xuân hồng mọi người phải tặng Bulma hoặc đi Tiểu Nương What the fuck Là sao Mình vừa xem ở trên kia thấy là mua bằng ba xuân ngọc mà đúng không Phải không đó? Đây mỗi ngày ở đây đúng rồi Đúng rồi đúng rồi, đúng rồi. Đọc lại nha anh em Tự nhiên mình bị cuốn mất Tự nhiên nó lại để có thể đổi được các xuân hồng này Cách tìm hoa mỗi ngày đăng nhập gặp quy lão để nhận một bông hồng này. hai mỗi ngày đánh quái sẽ nhận được hai bông hồng. ba mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ bóng ngọc tối đa nhận được mấy bông hồng. Có nghĩa là những cái nhiệm vụ ở nhiệm vụ ở boss anh em, nhiệm vụ dễ, nhiệm vụ khó các thứ ấy. ở bỏ mõ ấy anh em. Đó thế nên anh em cứ nên làm nhiệm vụ đó rồi kia bông hồng nhá. Mỗi ngày đánh quái trẻ độc nhãn không có thể nhận được tối đa này. mỗi ngày đi kho boss nhận tối đa 5 cái này, mỗi ngày thắng vòng 1 bla sẽ nhận được một bông hoa hồng này. À mỗi trận theo Nick số 1 của mình chắc là mình phải nhận được một một ngày mình phải nhận được đó là một ngày các tính bình quân là buổi sáng buổi sáng sẽ có hai giải đúng không à, buổi sáng hình như là không có siêu 1 ở bảy giờ đúng không mình không nhớ lắm nhưng mà um, cứ tính là sáng hai giải này chưa hai chưa hai giải đây và tối hai giải là sáu giải sáu nhân năm mình cũng được ba mươi cái bông hồng rồi Nick số 1 à, thật ra không phải của mình của bằng lấy TV nhưng mà ở okay. mỗi mới ngày bắt trộm cũng sẽ nhận được ba bông hồng này Cách đổi cấp xuân hồng Nạp từ 150 ngọc sẽ nhận được một cấp xuân hồng Đổi 99 hoa hồng tại buôn màu đi bla, bla 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 Ui 99 bông hồng cơ Mỗi ngày mua được một, một 300 ngọc này Hút máu lắm anh em ạ Mình nghĩ là anh em không nên mua thường ngọc mới mua thôi Chứ còn cải trang nó ra cải trang vĩnh viễn đâu Toàn là cải trang ngày không à không biết là năm nay có còn các hồng không, mình nghĩ cái các xu hồng đấy, với cả là những sự kiện gì mà anh nó ra rồi, thì anh mình sẽ cho vào khoảng một vài năm thì nó mới hết được cái, cái sự kiện đấy. Mua cải trang từ hai ca ngọc sẽ được tặng phiếu giảm viết, này cái này chắc chắn mình sẽ còn luôn. đó. có thể xem một phẩm trong bị sắc xuống hồng tại Santa. Lưu ý cải trang nhận được từ các xu hồng sẽ được 180 ngày, nên là 3... 180 ngày là nửa năm. Ơi, cũng được tùy. Đây cảm xúc được bài Ngọc đây. Xa, tuyệt vời. Những cái trang này hình như là anh em sẽ nhận được cái trang này. Đúng không? Cái trang bà lão này, cái trang này, cái trang này, cái trang này, cái trang này. Có cả thỏ này với cả là cái trang này cái cái trang này là gì ạ? Chi chia cái gì ấy mình quên mất rồi. Mình quên mất cái tên đấy rồi. À, mình định bảo là cái gì nữa cơ à bây giờ mình sẽ sang trang chủ nhá để mình cho các bạn xem cái mà admin mới nhá đây cái này thì hình như là vào ngày này sự kiện thì nó sẽ được nhận nói chung là mình cũng không biết nữa mình thì mình không đọc rõ đâu anh em ơi cái chữ này không đọc được nổi luôn đấy thề không đọc được nổi cái chữ của admin viết đây này chắc là điện thoại thì đọc được chứ còn mình thì mình không đọc được mình ở máy tính mà anh em đây thì anh không không thể nào đọc được đúng không nhân vật nhân danh mặt trăng ta là chiến minh thủy thủ bảo vệ tình yêu và chiến nghĩa Sun mùng tám tháng ba và cái trang này này anh em cái trang này này ít rồi à, mình cũng không biết nữa biến hình cái này nó biến hình cái gì đấy đây này phải biến hình mới có sức bắt nó sao biến thành này luôn thổ bu ma biến thành thằng này luôn adu, à, <laughs> được đấy hợp lý đấy và ok chắc là không biết là các bạn cũng được chắc là nhiều anh em ở đây thì vẫn được nghỉ học đúng không các bạn sẽ được nghỉ học để cái sự kiện còn mình thì mình đi học rồi anh em buồn vãi nồi luôn <laughs> mình đi học hai hôm rồi buồn thực sự luôn Mùa tám tháng ba này không được ở nhà là cậy game rồi và tôi chắc là clip mình cũng sẽ tạm dừng ở đây thôi mình hôm nay chỉ mình cập nhật cho anh em một chút thông tin về cái sự kiện một tháng ba của năm ngoái thôi à, để cho nó có không khí anh em cho nó có không khí của sự kiện ấy đó rất là phê luôn ok và nếu anh em thấy hay nhớ cho mình một like đăng ký kênh nhá bấm nút chuông bên cạnh đăng ký để nhận được video mới nhất kênh của mình nhá cảm ơn bạn rất là nhiều đã theo dõi video